Mình đã không khóa nhau nữa thì chia tay đi, ở với nhau chỉ thêm phiền phức. Tôi cũng chẳng báo gì cái mặt anh đâu, chỉ thương cho mấy đứa con. Mỗi người nuôi một đứa, cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày, không khổ đâu mà sợ. Anh uống cho lắm rượu bia vào, giờ đứt dây thần kinh tình cảm rồi đúng không? Cô ăn nói cho hẳn hoi. Thế nào là một gia đình, cơm áo gạo tiền có bù đắp vào những thiếu thốn tình cảm không? Làm cha làm mẹ, cố gắng cũng chỉ vì con cái. Cái loại sống vì bản thân như anh ấy, mai này có quang tèo không ai rỉ nửa giọt nước mắt vì anh đâu. Không phải nói nhiều, không hợp nữa thì chia tay. Ngày xưa yêu đương thì hứa nọ hứa kia, rồi dỗ ngon dỗ ngọt. Giờ khai thác chán thì bảo là không hợp. Sao anh nghe mất dạy thế, sống phải biết nghĩ cho người khác chứ. Cô cứ ngoa ngoắt thế này, bảo sao tôi chán. Tại sao thế anh? Tại ai mà tôi ngoa ngoắt có kỉnh buồn phiền? Sao anh không sống như một người chồng người cha mẫu mực đi? Anh ra ngoài ăn chơi bỏ bê vợ con, được cái những các thể loại, mà còn đòi vợ ngọt ngào chiều chuộng. Không có đâu anh ơi, dường như anh đang mơ.